Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, lạy Chúa. Khi ấy, Chúa chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi. Này thầy sai các con như chiên con ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, thì sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp đón các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ rất thân mến, mọi người đang xem video trên Đạo Công Giáo. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Kính thưa cộng đoàn phục vụ rất thân mến, ai trong chúng ta khi đọc kinh thần vụ ắt hẳn cũng sẽ biết bài vịnh ca về thánh đàn mình. Tổ phụ dòng anh em giảng thuyết và cũng là quan thầy đề nghị của giáo phận Bùa Chu chúng ta. Ôi ánh sáng rạng soi giáo hội, thầy chân lý mở lối soi đường. Hồng thiêng nhẫn lại tỏa hương, ngọc ngà khiết tịnh nêm hương tinh rần. Giảng truyền ơn Chúa chí công, cho con hiệp với cộng đoàn phúc nhân. Vâng, cha thánh Tam Minh được ví như ánh sáng của giáo hội, bởi vào thời của ngài, giáo hội phải đối diện với rất nhiều khó khăn, mà khó khăn lớn nhất là có một số lạc giáo xuất hiện. Những người theo lạc giáo bị ảnh hưởng của những trào lưu triết lý, họ đã sống sai lạc, không hợp với đức tin của giáo hội. Chính hoàn cảnh khó khăn như thế đã thúc đẩy thánh nhân lên đường loan báo tin mừng cứu độ cho những con người đáng thương này. Ngài muốn đem ánh sáng tin mừng chiếu rọi vào những nơi đang cần đến ánh sáng đó. Và chúng ta tự hỏi, vì sao thánh nhân có thể làm được những việc lớn lao đó? Thưa trước hết, cha thánh là một người chuyên chăm cầu nguyện. Từ tấm bé, cậu Tâm Minh đã được mẹ dạy sống đạo hạnh, và khi lên 7 tuổi, mẹ của ngài đã gửi Đan Minh đến cho một linh mục là cậu của Đan Minh. Đây là một linh mục đạo đức từng làm cha quản hạt ở vùng Caler Ruega.
với sự dạy dỗ của vị linh mục này, Đan Minh được lớn lên trong cuộc sống đạo đức. Và khi Đan Minh lên 19 tuổi, cậu được một linh mục mạng rủ vào kinh sĩ đoàn của giáo phận Osma thuộc Tây Ban Nha. Và tại đó, Đan Minh tiếp tục học để trở thành kinh sĩ và rồi lãnh nhận chức linh mục trong kinh sĩ đoàn Osma. Khi theo Đức Giám Mục của mình đi sứ vụ ngang qua miền Nam nước Pháp, cha Đan Minh thấy lạc giáo nhiều quá, mà giáo hội lại thiếu người rao giảng tin mừng, nên cha đã xin Đức Giám Mục cho ở lại vùng đó để đi truyền giáo. Và tại đó, cha Đan Minh đã lập ra một dòng mà chúng ta quen gọi là dòng Đan Minh. Trong suốt thời gian rao giảng tin mừng và lập dòng này, cha Đan Minh vẫn không ngừng cầu nguyện liên lụy với Chúa, nhất là những khi gặp khó khăn thử thách trên hành trình truyền giáo. Như vậy, chúng ta thấy, trước khi đi truyền giáo và lập dòng mới, cha Đan Minh là một người chuyên chăm cầu nguyện. Là một kinh sĩ, cha chuyên chăm việc đọc kinh cầu nguyện, và ngoài việc giúp Đức Giám Mục lo công việc của giáo phận, cha Đan Minh rất yêu mến bầu khí tĩnh mịch của cộng đoàn kinh sĩ. Ngài yêu mến nơi đó và rất ít khi ra ngoài trừ khi cần đi công việc. Thật khó cho một người vốn ham thích cầu nguyện và yêu sự tĩnh lặng là dám xả thân lên đường đi truyền giáo. Vậy đâu là động lực cho cha Đan Minh để đi truyền giáo tin mừng khắp nơi? Cha Đan Minh hay say đi truyền giáo vì lòng yêu mến các linh hồn. Với cha Thánh Đan Minh, Ngài yêu thích bầu khí tĩnh lặng, nên việc Ngài tự nguyện ở lại miền Nam nước Pháp để truyền giáo là một chuyện thật sự hy sinh lớn lao và hy sinh rất nhiều đối với thánh nhân. Tuy nhiên, cha Thánh đã tự nguyện chọn điều đó vì thấy nhiều người cần đến tin mừng để được giải thoát khỏi cảnh mê lầm tội lỗi. Chính lòng yêu mến các linh hồn như thế đã thúc đẩy cha Đan Minh không quản ngại dấn thân vì tin mừng. Hơn 10 năm rong ruổi khắp vùng miền Nam nước Pháp, cha Đan Minh đã hăng say nói về Chúa cho những người chưa biết Chúa. Cha Thánh cũng can đảm sống giữa họ, dù biết có những lúc nguy hiểm cận kề, tưởng chừng như sẽ phải mất mạng vì việc truyền giáo này. Nhưng Chúa đã phù trợ và cứu giúp Đan Minh trong rất nhiều trường hợp. Theo lời kể của các nhân chứng thời cha Thánh Đan Minh, có lúc cha Đan Minh mỏi mệt vì việc loan báo tin mừng, Ngài đã thưa chuyện với Đức Maria và Đức Maria đã trao cho cha Đan Minh chuỗi mân côi. Đó là vũ khí hữu hiệu để cha Đan Minh loan báo tin mừng. Chúng ta cũng biết rõ là kinh mân côi giúp chúng ta suy niệm các mầu nhiệm trong cuộc đời của Đức Giêsu và Quan Mẹ Maria. Chúng ta học được như Đức Mẹ cách thức chiêm niệm mầu nhiệm của Đấng Cứu Chuộc chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Thánh Đan Minh đã biết dùng thêm một cách thức cầu nguyện bằng chuỗi kinh mân côi để loan báo tin mừng và giúp mọi người cầu nguyện. Sau khi đã lập dòng anh em giảng thuyết, Thánh Đan Minh vẫn tiếp tục nếp sống niệm nhặt, ăn chay khổ chế vì lòng mến Chúa và yêu thương các linh hồn. Cả cuộc đời cha đã sống hết mình vì Chúa và vì giáo hội. Cha từ trần ngày 6 tháng 8 năm 1221 tại vùng Bologna nước Ý và được Đức Thánh Cha Gregorio thứ 9 phong hiển thánh ngày 3 tháng 7 năm 1234. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, chúng ta thấy cha Thánh Đan Minh đã biết dùng đời sống cầu nguyện làm sức mạnh cho đời sống thiêng liêng và đặc biệt cho sứ vụ loan báo tin mừng. Thánh nhân đã biết kết hợp hài hòa hai chiều kích cầu nguyện chiêm niệm và sứ vụ rao giảng tin mừng, và cả hai chiều kích đó đều được thực hiện trong chính con người của cha Đan Minh. Điều nối kết hai việc đó lại với nhau chính là lòng mến, yêu mến Chúa, yêu mến giáo hội của Chúa và yêu mến anh em đồng loại là các linh hồn được trao phó để Ngài phục vụ và cầu nguyện. Mỗi người trong chúng ta
cũng được mời gọi sống đời cầu nguyện hàng ngày, để đời sống cầu nguyện này giúp chúng ta biết hoán cải và yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn, phản chiếu trong chúng ta ánh sáng của chính Chúa Kitô. Nhờ đó chúng ta có thể biết loan báo tin mừng, mà việc loan báo tin mừng cụ thể nhất chính là trong môi trường hoàn cảnh chúng ta đang sinh sống, từ trong gia đình, xóm làng, trong giáo xứ hay giữa các hội đoàn với nhau, để chúng ta góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, khu xóm đạo hạnh, giáo xứ được an vui, và nhờ đó giáo phận cũng được canh tân phát triển nhờ việc chuyên trong cầu nguyện của mọi thành phần trong giáo phận. Đặc biệt trong ngày lễ Quan Thầy Tam Minh hôm nay, chúng ta tha thiết xin Chúa giúp chúng ta biết noi gương Thánh Tam Minh Quan Thầy, siêng năng nói với Chúa và nói về Chúa cho mọi người, để rồi chúng ta biết thưa lên với Chúa những tâm tình ca tụng tri ân, tôn thờ cảm mến, thống hối cầu xin, cũng như biết nói về tình yêu thương, lòng thương xót nhân hậu vô cùng của Chúa, đặc biệt qua những nghĩa cử hy sinh phục vụ, giúp đỡ hay bố thí cho rất nhiều người nghèo khổ bị bỏ rơi chung quanh chúng ta. Xin Thánh Tam Minh Quan Thầy luôn bầu cử cùng Chúa chúc lành cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận của chúng thân yêu chúng ta. Kính mời cộng đoàn đến chúng ta chung lời nguyện tín hiệu. Anh chị em thân mến, Chúa Kitô là vị mục tử nhân lành đã hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Trong ngày mừng kính tôn vinh Thánh Tam Minh Quan Thầy Giáo Phận hôm nay, chúng ta cùng vui mừng cảm tạ Chúa và hân hoan dâng lời nguyện xin. Thánh Đa Minh đã nhiệt thành bênh vực và bảo vệ hội thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi thành phần trong hội thánh ra sức sống tốt lành, để góp phần làm cho hội thánh ngày càng phát triển hơn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thánh Đa Minh nhiệt tâm truyền giảng chân lý nhằm cứu rỗi các linh hồn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hàng linh mục biết noi gương Thánh Đa Minh, miệt mài hồng hôi rao giảng và sống lời Chúa để sinh in cho các linh hồn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thánh Đa Minh chuyên cần canh thức và cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả những ai đang sống theo lý tưởng Đa Minh biết chuyên cần cầu nguyện và hăng say đêm ánh sáng lời Chúa cho anh chị em mình. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thưa Thầy, Thầy đi đâu, con cũng xin đi theo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi thành phần trong giáo phận biết bước đi theo Chúa trên con đường phụng vụ tha nhân, để mỗi hoạt động của giáo phận mang lại nhiều hoa trái tin mừng. Lời Chúa, Chúa đã dùng lòng nhiệt thành rao giảng và đạo đức sâu xa của Thánh Đa Minh mà làm cho hội thánh vẻ vang. Xin giúp chúng con nên nhân chứng trung thành của Chúa trên quê hương đất nước, cũng như trong mọi hoàn cảnh của giáo phận chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
từng nghĩ tôi đi giảng một buổi chiều ở này, bây giờ đang phát trực tiếp thôi, người ta phát trực tiếp. Chị em hãy cầu nguyện để lời của tôi cũng là của anh chị em được
Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, vì lời chuyển cầu của Thánh Đa Minh, xin mở lượng nhân từ lắng tai nghe dân Chúa cầu khẩn, ước chi lễ tế này thêm sức mạnh và ơn nâng đỡ cho những người đang chiến đấu bảo vệ đức tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là xinh đáng. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa cho hội thánh được hân hoan mừng lễ Thánh Đa Minh, để nhờ gương sáng đời sống đạo đức của Ngài, Chúa cùng cô hội thánh, nhờ lời giảng dạy Chúa giáo huấn và nhờ lời cầu khẩn đẹp lòng Chúa, Chúa giữ gìn hội thánh. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con luôn luôn hát ca chung tụng Chúa